Xin chào tất cả các bạn, chị đến từ Học Văn Chị Hiên. Rất vui được quay trở lại với các bạn ở phần audio chuyên mục Cùng Em Soạn Văn. Chị rất hy vọng với những bài soạn văn như thế này có thể giúp ích cho chúng mình trong quá trình tìm hiểu về các bài học trong sách giáo khoa. Ngày hôm nay, trong phần audio này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bài học số 2, cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tình với văn bản Tràng Giang của tác giả Huy Cận. Không biết các bạn đã có thời gian đọc văn bản này chưa nhỉ? Bởi việc đọc văn bản là một trong những khâu vô cùng quan trọng trong việc có thể hiểu hơn, nắm rõ hơn về tác phẩm. Ngay bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời các câu hỏi của văn bản. Câu hỏi đầu tiên, bạn cảm nhận gì về nhan đề Tràng Giang? Nhan đề và lời đề từ liên quan thế nào với nội dung cảm xúc của bài thơ? Hướng dẫn trả lời như sau. Về nhan đề Tràng Giang, từ Hán Việt kết hợp vần Ang xuất hiện ở cả hai tiếng, gợi ra không gian bất tận, mênh mông cả về chiều dài và chiều rộng của con sông. Không chỉ vậy, vần Ang ở nhan đề được kéo dài như bộc lộ nỗi niềm sầu muộn, suy tư của nhân vật trữ tình khi đứng trước sự mênh mang dài vô tận của dòng sông. Có thể nói, nhan đề Tràng Giang không chỉ góp phần hé mở nội dung bài thơ mà còn chứa đựng nỗi niềm thầm kín của tác giả. Nhan đề và lời đề từ trong tác phẩm đã góp phần giúp người đọc hiểu rõ hơn về nội dung, cảm xúc của bài thơ. Nhan đề và lời đề từ thể hiện được tâm trạng suy tư, sầu muộn của Huy Cận về sự nhỏ bé của con người trước vũ trụ rộng lớn, giúp cho việc đọc, hiểu văn bản trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 2. Có thể dùng từ ngữ nào để chỉ tính chất của khung cảnh được vẽ ra trong bài thơ? Có thể dùng các từ ngữ để chỉ tính chất của khung cảnh được vẽ ra trong bài thơ như điệp điệp, song song, hoang vắng, điều hưu, trống vắng, sâu chót vót, mênh mông, lớp lớp. Các em hoàn toàn có thể tìm được các từ ngữ này ở trong chính văn bản. Câu hỏi số 3. Bài thơ được cấu tứ như thế nào? Bạn dựa vào đâu để xác định như vậy? Các em có thể trả lời như sau. Toàn bộ bài Tràng Giang là một nỗi buồn. Bài thơ gồm 4 khổ thơ giống như 4 bài tứ tuyệt đường luật. Mỗi khổ thơ là một sự triển khai của nỗi buồn đó. Mặc dù trong mỗi khổ thơ, cảnh vật và tâm trạng con người được thể hiện khác nhau ở mức độ nào đó, nhưng đều có điểm chung hệ thống trong một trình thể là cảnh sông nước mênh mông bao la và con người với cái tôi nhỏ bé, mà tâm trạng cô đơn, buồn sầu. Lời thơ miêu tả từ ngoài vào trong, từ xa đến gần, gợi cho người đọc về không gian rộng lớn của vùng sông nước. Để xác định được điều đó, cần phải dựa vào số từ trong mỗi dòng thơ, số câu trong mỗi khổ thơ, nhịp điệu câu thơ, từ kết thúc của mỗi dòng để xác định thể thơ của bài thơ. Ngoài ra, cần phải dựa vào các hình ảnh được sử dụng trong bài thơ để xác định được các ý sắp xếp theo trình tự ngoài vào trong, xa tới gần. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 4. Chỉ ra sự tương phản giữa các hình ảnh trong khổ thơ thứ 2, sự tương phản đó có ý nghĩa gì và tiếp tục được triển khai ở các khổ thơ kế tiếp như thế nào? Hướng dẫn trả lời như sau. Hình ảnh tương phản trong khổ thơ thứ 2 có thể kể đến như sau: nắng xuống với trời lên, sông dài trở rộng với bến cô liêu. Sự tương phản này gợi ra không gian rộng lớn, hùng vĩ của vũ trụ, trời đất mà ở đó con người hiện lên nhỏ bé, cô đơn. Qua đó, người đọc cảm nhận được tâm trạng buồn bã, băn khoăn của tác giả, nỗi buồn của một kiếp người bởi cuộc đời vốn có nhiều thay đổi, bất ngờ, không báo trước, mà con người thì lại rất nhỏ nhoi, cô độc và lẻ loi. Sự tương phản đó còn được triển khai ở các khổ thơ kế tiếp. Khổ thơ thứ 3 là sự tương phản giữa mênh mông của sông nước với hình ảnh cánh bèo tượng trưng cho kiếp người nhỏ bé, bơ vơ, lạc lõng giữa đời. Khổ thơ thứ 4 hiện lên với sự tương phản giữa cánh chim nghiêng nhỏ bé và mờ dần với núi mây bạc hùng vĩ và trời đất bao la. Câu hỏi số 5. Bài thơ có những điểm khác lạ nào trong cách sử dụng ngôn ngữ? Hãy làm rõ hiện tượng này qua phân tích một ví dụ bạn cho là tiêu biểu. Hướng dẫn trả lời như sau. Bài thơ có những điểm khác lạ trong cách sử dụng ngôn ngữ như sử dụng hệ thống từ láy gợi âm hưởng cổ kính, 10 lần trên 16 dòng thơ, cách ngắt nhịp truyền thống 3-4, cách dùng và sử dụng những hình ảnh đối lập, củi một cành với mấy dòng, nắng xuống với trời lên, sông dài trở rộng với bến cô liêu. Biện pháp nghệ thuật tượng trưng, củi một cành khô lạc mấy dòng, bến cô liêu, chim nghiêng cánh nhỏ, bóng chiều xa. Những hình ảnh màu sắc đẹp như bờ xanh tiếp bãi vàng, mây cao đùn núi bạc, chim nghiêng cánh, sóng gợn. Phân tích một ví dụ tiêu biểu có thể kể đến như biện pháp nghệ thuật tượng trưng của một cành khô lạc mấy dòng là hình ảnh ẩn dụ để tượng trưng cho sự lênh đênh, bơ vơ, vô định của nhà thơ giữa cuộc đời, giữa dòng đời. Ngoài ra, hệ thống từ láy trải dài khắp bài thơ: Tràng Giang, điệp điệp, song song, lơ thơ, điều hưu, chớp vót, mênh mông, lặng lẽ, lớp lớp. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 6. Nêu một số thi liệu truyền thống xuất hiện trong văn bản. Việc tác giả sử dụng những thi liệu ấy cho biết thêm điều gì về cấu tứ của bài thơ? Hướng dẫn trả lời như sau. Một số thi liệu truyền thống xuất hiện trong văn bản như nhan đề Tràng Giang. Tràng Giang là từ Hán Việt có sắc thái trang trọng, cổ kính, phảng phất phong vị đường thi. Dòng sông dài mênh mông vắt ngang bầu trời cao rộng, bến vắng cô liêu, con thuyền lênh đênh xuôi ngược, cánh chim nhỏ trao nghiêu dưới ánh hoàng hôn. Hình ảnh thơ chia thành hai hệ thống đối lập, một bên là thiên nhiên rộng lớn cao rộng, một bên là kiếp người nhỏ bé cô đơn. Bút pháp lấy động tả tĩnh, lấy cái vô hạn để tả cái hữu hạn, lấy cái mênh mông dợn ngập để tả cái bé nhỏ mong manh, lấy cảnh để nói về nỗi niềm của con người. Việc tác giả sử dụng những thi liệu truyền thống giúp bài thơ mang âm hưởng không khí cổ điển, trầm mặc, thể hiện sự trang nhã trong lời thơ, câu từ của tác giả. Điều đó cũng góp phần thể hiện tâm tư, cảm xúc của tác giả một cách trọn vẹn nhất. Câu hỏi số 7. Tràng Giang thường được nhìn nhận là bài thơ giàu yếu tố tượng trưng. Bạn suy nghĩ về vấn đề đó như thế nào? Bài thơ Tràng Giang là một bài thơ giàu yếu tố tượng trưng với những hình ảnh giản dị như sóng, trời, làng xa, mây. Đọc bài thơ, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh sóng, con thuyền, của một cành khô là biểu trưng cho kiếp người vô định, lang thang, không bến bờ, không có sự lựa chọn, không biết đi đâu về đâu trên hành trình cuộc đời. Qua đó, có thể thấy với nhiều yếu tố tượng trưng, tác giả không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của cảnh vật quê hương đất nước, mà ẩn sâu trong đó là tâm trạng man mác buồn, cô đơn, lẻ loi của nhân vật trữ tình trước sự hùng vĩ bao la mênh mông của vũ trụ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng. Bài thơ đã giúp bạn có thêm được cảm nhận gì về đời sống, về mối quan hệ giữa con người cá nhân với vũ trụ vô biên? Các em có thể trả lời như sau. Bài thơ đã giúp chúng ta có những cảm nhận mới mẻ về đời sống, mối quan hệ giữa con người cá nhân với vũ trụ vô biên. Vũ trụ là một thứ rộng lớn, hùng vĩ, con người chỉ là một phần rất nhỏ bé trong vũ trụ nhưng lại không thể thiếu. Sự có mặt của chúng ta là một phần của tạo hóa, đôi khi ta sẽ cảm thấy rất cô đơn, cô độc, nhưng cũng có lúc lại cảm thấy hạnh phúc, tràn ngập tình yêu. Trên đây chính là phần gợi ý cho các câu hỏi trong sách giáo khoa với phần đọc hiểu của văn bản Tràng Giang, tác giả Huy Cận. Hy vọng rằng phần soạn văn này có thể giúp ích cho chúng mình. Đừng quên hãy nhấn theo dõi kênh YouTube của Học Văn Chị Hiên để xem được nhiều video bổ ích hơn nhé!